Mộc Di này đó, hồi đó cũng là không phải chuyên môn lắm, nhưng mà cũng không phải là thường. Sớm riền á, ai á là muốn bằng heo đó thì trả lại mặt ạ, đâm heo rồi mướn trả, trả cũng làm. Sau khi một thời gian mà trả mặn thì trong gia đình cũng tốt, tất cả mọi mặt cũng tốt, không có gì xảy ra. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó, cả mười mấy năm sau rồi, trả mới đi á, là mần ở đồng lớn, vô rỗng mần rồi đó, mần ruộng mần mướn cho ta chứ không phải là chả có. Mần mướn rồi đó, rồi chả gì à, chả gì à, chả mới là giao lại cái đó con của chả. Mà ở trong đó là ruộng đất của người ta có trại. Cái đêm nọ đó mà các con đó nó ngủ, sao tương không tự nhiên mà cái đống rơm kế đó đốt, nó đốt rồi nó chết ba bốn đứa con của ông hết trơn trong cái trại đó, chết sạch trơn. Đó là con của ông đó, hồi đó là ông đã làm cái việc đó đó, y răng vậy đó. À, cái đó là biết đó, thì cái này đó thấy cái đó có lâu nhân quá cũng là nhầy lắm, chứ có sai chỗ nào đó. Đó. Dạ là lúc trước ông này là một cái người bằng heo hả ông Út? Làm heo đó, cho nên cái làm heo này nó khó khăn lắm đó, bởi vì cái đó là y trăng cái lời tôi nói, không sai chỗ nào hết trơn. Dạ. Rồi tất cả các con nó chết ta nó lột da mà đem về đó coi ông Tính, cũng như thiêu ông Tính, nó lầy lụa sạch trơn rồi đem ra mấy đứa được gồm lại cái được nhận thí mẹ cho ông Tính là làm sao. Thế mà gớm cái đó là thật ghê thiệt, cái đó về nhân quả thì thấy cái đó sợ lắm đó. Nhưng mà ngược lại thì trong phần đó nó có y răng thì nó lại là không có sai. Cho nên Đức Phật ra đời nó nói là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của ngày thông thả. Cho nên vì vậy mình làm lành là tất nhiên phải hưởng, nó là lành, mà làm dữ hưởng dữ. Cho nên Đức Phật đưa ra, Đức Quỳnh Giáo Chủ đưa ra là trồng bông kiển giống chi hương đấy. Địa ngục tại tâm làm quấy mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Bởi cái tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó, thì do nó cái chỗ của mình làm thôi. Đó, sự thật như vậy. Cho nên vì vậy mà cái nhân quả của Đức Phật đưa ra rồi là tất cả mọi người thấy rồi là phải sợ thôi, không có làm gì mà tránh né cho được hết. Nhưng đôi khi họ mần, rồi trong hoàn cảnh nghèo nàn khổ sở quá rồi bức bách cũng phải làm những cuộc đời cho mình sống, cho nên vì cái chỗ làm sống đó đó, sau này rồi mới thấy cái chỗ chết chóc khổ não, rồi cái người khác nhìn vô rồi người khác mới thấy được mới sợ. Cái con ông mần đó thì nói ngay, ổng cũng là cũng mọi lần cũng sợ mà cũng chưa đến đổi dòng nghèo, rồi bây giờ làm tí không lấy của người ta thì mình đã làm cái này đâu phải là gì, nhưng mà cái đó cái ác đó, cho nên không có chân chính đến cái nghề sống của mình, cho nên vì vậy mà phải chịu trả quả. Cái thời đó là mần heo là đâm heo hay là giật điện không Út? Đâm heo không à, đâm heo không à, đâm heo vô cú họng không tròn luôn. Ghê quá không? Đâu có giật điện, đâm heo cỡ đó là cỡ Hòa Bình tròn ơi, mướn người ta đâm mà đâm lén bằng đêm mà ông đến đấy. Dạ. Đâm lén thì cái chuyện đó là tôi thấy rõ ràng, hiện tại không có chỗ nó mà giấu giếm mà nói gì được, y trăng vậy đó, không có khác cái gì đó. Vậy là cái người mà sát sanh heo này là trả quả là hiện tại luôn hả, kiếp sau mới trả không? Hiện tại luôn, trả con trả, ông cha làm con chịu mất, thì tôi nói ông chết đó là con không đó. Dạ. Yeah. Trả sau cha cũng chết, nhưng mà sau là trả chết tốt không, mà ngộ không? Nó làm vậy mà sao mà con cũng vậy quá quá mà còn nó là trả sau này trả lại ta tu không ơi. Yeah. Mình trả trở lại trả chết tốt, nhưng mà nghèo nàn lắm không có phải mà khá giả được. Ở Tiền Giang là tới bây giờ nó cũng còn nói đó. Yeah. Cũng còn thà làm cái mộ nó đi ngang xe cho người ta lại đó coi, nhưng mà giờ chỉ bằng cái mộ clip thôi, nhưng mà hình thức nó có y chỗ đó. Ừ, thì ông này nè, nó có như thế này nè, một chuyện này đó, thì nó như vậy. Hồi đó ông này đó, ông có nuôi nó là con gà, cái thằng con đó, mà thằng đó nó cưng con gà nó dữ lắm. Mà nó cứ vợ gì rồi đó là nó mới đi đồng, nó biểu ở nhà đó, vợ nó đó, coi cái chừng mà con gà, coi cho dùm cho nó đi đồng nó mận nó về. Cái đội gà nó mới thả ra, đội gà sớm nó mới lại đó, nó ăn. Rồi con vợ nó mới lấy cái cây trong ma liệng mà nhạo gà mình không không à, mà con gà ta không trúng mà trúng trên gà mình chết đó. Chết rồi bà mẹ bà mới là con vợ quá sợ rồi,
mới nói bây giờ làm sao bây giờ mà mẹ bây giờ chết gà rồi làm sao con gà mà chết đó thì ông nói tôi gà chết đó thì ông cũng biết con chết bây giờ làm sao bây giờ nó không sao đâu con bây giờ mày đừng có nói mày nói tao nó không lẽ nó giết tao đó tới chừng mà nó đi đồng về rồi nó mới công chuyện xảy ra vậy đó rồi mới học nó bây giờ hàng xóm gà lại rồi chọi trật nó chết nói tao chọi đó là bà già nói bây giờ con gà chết thì bà không chết là đó vậy đó nó mới bắt bà nó mới dẫn đi ra mà chỗ đó mà nó giết bà thì hôm nay là cái chỗ ở dưới đó, là ngay trấn trời trồng là ngay trấn cái vụ đó là trời trồng tức đó đó cái đó là ở Tiền Giang cả lại ở trời trồng mới thì tới bây giờ còn đồn hoài còn lên mạng hoài đó mà sự thật có giờ có luôn chứ phải không có đâu lời đó rồi đó nghĩa là bả đó nó mới cầm cái dao thì đó với bả kế bên thôi nó vừa nó là cầm dao lên mà nó đồng hành nó chém chém bả thì bắt nghĩa là tay chân nó y chang vậy nó còn nắm hoài trời trọng hết y chang vậy rồi mà lâu lắm rồi đó nó tại sao mày cầm gì hoài mà mày không có chém tao đi bà nói gì mà nó làm thinh làm gì được từ đó mới phát giác ra mới biết là nó là trời trồng rồi nó đứng như vậy rồi đó người ta coi không biết bao nhiêu đó rồi trong một thời gian đó ta thấy vậy người ta mới thấy cái chuyện đó lạ thường rồi đó ta lại đó ta mới xây mồ mả đã làm để chừa nó ở trên cho người ta thấy tới chừng sau ngày cái xác nó bị thúi bị hôi đó ta mới làm trùm luôn trên vấn đề là mà làm mà cái mộ đứng luôn không có mà nằm gì như cái khác của người ta vậy trời trong cái đó cả lại xì cù cấy nhưng mà mình nói lên thì tự cái những người này đó chứ sự thật đó, thời này mà biết không tu học hay về cái nhân quả con người tạo ác thì cái chuyện đó nó thấy cái đó là cái người mà hiền lành rồi nó không có tạo những nhân quả ác đâu còn những cái người mà nó tạo ác rồi tất nhiên đó, nó có tiền có bạc nó lấy của người ta nó vẫn làm như thường rồi còn có người có cái đạo đức rồi không thể làm được đó, mày biết mặc dù mày không tiền mày nghèo mày làm sao mày làm chứ còn không có thấy của người ta mày không có tham lam không giết bỏng ai không làm được bởi vì đó là cái lòng từ bi của con người còn con người đó không có lòng từ bi vị tha rồi thì lấy của người sắm ăn sắm mặc chẳng kể công nước mắt mồ hôi phó lương dân dạ luống bồi hồi làm ngày làm lụng đêm lo gìn giữ trốt pháp lực tập tành đủ thứ nào đào tường phét dách phương đồi tội chập chồng đâu biết ở mô trốn người khỏi trốn trời chẳng khỏi nay đức huệ từ bi đã rọi giàu thâm tâm những đứa vô gian thi phải tu thân chừa thoái vô nghì của phi nghĩa làm chi xong chuyện luật nhân quả thật là cao diễn là suốt cổ kim chẳng lọt một ai vậy ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chí có ngày thâm thả cho nên từ cái chỗ đó đức phật từ bi vậy ta đó. Còn cái này mình làm những cái người đó là ngoài ý rồi không có như trong ý tất cả mọi người vì nhân loại chúng sinh vào thời kỳ mạt pháp này nó nhiều có nhiều cái mình có thể mình thấy người ta làm rồi mình thấy cái đó là bất mãn thấy người ta làm chuyện ác rồi mình bất mãn là gì không thế nào mình đã làm được mà họ vẫn làm được sau khi nó có cái vấn đề mà chân chính rồi đó thì tất nhiên có cái tà nguyện để mà nó ám hại nó phá vì vậy mà Đức Phật mới đưa lên các cái ý đó đó là vì chúng sinh vào cái thời kỳ mạt pháp này hay bị những cái kẻ đó nó làm cho cái mình nó phải say mê theo nó để mình theo nó chứ đâu có gì bây giờ tà mà quấy nó là hạ ngôn thì giữa lúc nào nó cũng phải làm vậy để mà nó làm cái gian ác đưa ra đặng cho mình cái người mà non lòng nhẹ dạ đó để mà theo nó cái sự thật đó, Phật là chân chính từ bi vị tha còn nó là như vậy cho nên cái lòng bác ái của mọi người đó, tu hành thì nó khác còn bên nó thì nó khác cho nên vì vậy đó là...